Cư dân mạng chỉ điểm tiểu phấn hồng gây náo loạn nước Anh. Như Tinh Hoa TV đã đưa tin, vào ngày 20 tháng 1, một nhóm tiểu phấn hồng Trung Quốc đã gây náo loạn ở nhà ga St Pancras của nước Anh. Họ đã có hành vi la mắng, yêu cầu nhạc sĩ Brendan Kavanagh dừng quay phim họ, trong khi ông chỉ đang quay cảnh mình chơi piano ở nơi công cộng, và họ vô tình lọt vào màn hình. Kết quả là sự việc này được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube của Kavanagh cho hàng triệu người xem. Nhiều kênh thông tin đã đăng tải tin tức này. Sự việc này đã được chạy trên trang nhất của tờ báo Daily Mail UK với tiêu đề "Nghệ sĩ Dương Cầm chỉ trích yêu cầu lố bịch của khách du lịch Trung Quốc không cho quay phim họ khi ông đang biểu diễn tại nhà ga đông đúc ở London. Họ còn cố gắng gỡ video của ông trong khi cảnh sát cũng bảo ông không tải nó lên mạng." Ngay sau khi xảy ra sự việc, đã có nhiều cư dân mạng chỉ ra danh tính của những người Trung Quốc này, bao gồm thông tin công cộng trên các nền tảng tiếng Anh và cả các trang thông tin bên trong đại lục. Thông tin công bố về họ sẽ khiến cho người xem không khỏi sửng sốt khó tin. Đầu tiên là người đàn ông đã quát vào mặt Brendan, đây chính là Newton Lang. Theo như thông tin công khai trên hồ sơ LinkedIn và Facebook của anh ta, có lẽ anh ta hiện là cố vấn của Financial Times. Kế tiếp là cô gái đã bắt chuyện với Brendan, cô ấy là Meng Jing Liu. Cô là người điều hành công ty tuyển dụng Top Offer Academy, có trụ sở tại Vương quốc Anh, với vai trò đưa ra lời khuyên về các trường đại học và thị trường làm việc ở Vương quốc Anh thông qua một số tài khoản Tiểu Hồng Thư và các kênh YouTube. Chúng ta có ảnh chụp màn hình của tài khoản Tiểu Hồng Thư và hồ sơ LinkedIn của cô ấy. Kế tiếp là cô gái với cái tên Adelina Chang. Cô là người giữ vai trò chủ trì nhiều sự kiện cấp quốc gia cho nhà nước Trung Quốc ở Vương quốc Anh trong nhiều năm. Cô cũng đã làm việc với Newton Lang, người đàn ông mắng Brendan trong video. Chúng ta có hình ảnh chụp chung của hai người trong cùng một sự kiện truyền thông. Điều đặc biệt là chính Adelina Chang có nhiều ảnh chụp chung với các quan chức cấp cao, kể cả Thủ tướng Anh. Có vẻ như Adelina Chang có một mối quan hệ và tầm ảnh hưởng rất lớn ở đại lục, bởi vì sau khi cư dân mạng đưa ra thông tin của cô, thì trang web Sohu lập tức xóa các thông tin về cô. Tuy nhiên, người dân Anh đã nhanh chân hơn một bước, họ sao lưu thông tin này trên web Archive. Chúng ta có thể tìm thấy các bản sao thông tin dựa trên website Web Archive. Theo như thông tin trong nước, thì Adelina Chang là nhà báo của cơ quan truyền thông nhà nước China Daily vào năm 2014. Cô ấy có nhiều ảnh chụp với các nhân vật chính trị và giới thượng lưu hàng đầu của Vương quốc Anh trong suốt những năm qua. Quay lại với Meng Jing Liu. Trong tài khoản Instagram của Liu, bạn sẽ không bao giờ đoán được cô ấy là một tiểu phấn hồng. Không hề có hình ảnh cô hoàng khăn hoàng đỏ hoặc cầm cờ 5 sao của Trung Quốc đi lại ở nơi công cộng. Cô ấy có một profile theo lối sống hoàn toàn phương Tây, hẹn hò với bạn trai người da trắng và giao du với một người đàn ông da trắng. Trong danh sách bạn bè của cô cũng toàn là người phương Tây. Nếu nói vui theo cách nói của một tiểu phấn hồng thì profile của cô đích thị là một quả chuối vàng, tức là ám chỉ một người Trung Quốc da vàng nhưng sống ở phương Tây và bị Tây hóa, tức là trắng hóa đến tận gốc. Nhưng thực ra đó chỉ là vỏ bọc. Rất nhiều cư dân mạng đã chỉ ra những cô gái này chính là một loại bẫy ong mật, tức là những nữ điệp viên dùng sắc đẹp để tán tỉnh các quan chức phương Tây nhằm khai thác tình báo. Thậm chí, người đàn ông phương Tây theo tháp tùng được xem là bạn trai của Meng Jing Liu, tên là Davis Kuma. Cư dân mạng cũng chỉ ra nghi vấn rằng anh này là đặc vụ của quân đội Trung Quốc, bởi vì trong một tấm hình chụp chung của hai người, bạn nhìn xem có điều gì kỳ lạ không? Nếu phóng lớn lên, sẽ thấy một chiếc tất xanh, loại tất trong quân đội của quân nhân Trung Quốc. Có thể nhiều bạn khán giả của Tinh Hoa TV sẽ không hiểu tại sao sự việc lại trở nên nghiêm trọng đến như thế. Vậy chúng ta cũng cần nói thêm về việc tại sao người đàn ông Trung Quốc trong video lại quát nghệ sĩ piano Brendan. Chúng ta hãy cùng xem phân tích của tác giả Thiên Bảo gửi cho Tinh Hoa TV. Nếu như theo diễn biến trong video, cộng thêm cách ăn mặc và số lượng thành viên, rất có thể nhóm người này đang quay video về Tết Nguyên Đán cho chính phủ Trung Quốc. Hoặc đây là một buổi tập dượt cho một video tương tự sắp được ghi hình, có thể sẽ có thêm nhân vật quan trọng nào đấy. Trong bối cảnh hiện tại, thì đây lại được xem là một nhiệm vụ chính trị và danh dự to lớn. Chính vì vậy, đối với một nhiệm vụ chính trị, thì họ sẽ có thái độ khẩn trương và luôn tự xem việc mình đang làm có độ ưu tiên cao hơn các thường dân khác, cho dù là ở nơi công cộng. Nếu là ở Trung Quốc thì chắc không cần phải nói, không quá 3 giây sẽ tự khắc có trị an và bảo vệ đến để dọn dẹp và lôi cổ Brendan ra khỏi vị trí. Tuy nhiên, ở đây là một quốc gia phương Tây, nơi mà Thủ tướng Anh cũng phải nhường đường cho xe bus của học sinh, do đó cũng phải dùng một chút tiểu xảo về tâm lý. Chúng ta thấy, khi Brendan lại gần Meng Jing Liu, thì Newton Lang,
ngay lập tức quát vào mặt ông ta. Tránh ra, đừng có chạm vào. Sau đó anh ta hạ giọng. Ông không cùng tuổi tác với cô ấy, xin hãy tránh xa. Sự việc bất ngờ này khiến cho Brandon tội nghiệp phải giật thốt và lùi lại một nhịp. Ở đây có hai lý do. Thứ nhất, thực ra đây là một thủ thuật thao túng tâm lý, khiến cho đối phương phải nhượng bộ, đồng thời sau đó sẽ có lý do ăn vạ Brandon. Chúng ta có thể thấy cảnh sát Anh Quốc cũng khá bối rối và vô tình đứng về phía nhóm người Trung Quốc. Bởi vì theo logic tư duy ngây thơ của những người phương Tây cả tin, thì có lẽ Brandon đã có hành vi sai trái gì đấy trước đó. Nhóm người này chủ động nhờ cảnh sát hỗ trợ, điều đó càng khẳng định Brandon đã có gì sai trái. Ngoài ra, có một tài khoản Twitter tên là Sergei Somlani. Anh ta đã có một bình luận khá sắc bén như sau. Người Trung Quốc này, ý chỉ Newfoundland, rõ ràng đã được đào tạo bài bản về cách leo thang xung đột bằng cách sử dụng lời buộc tội, giọng điệu, v.v. Hơn nữa là thao túng để đòi hỏi xin lỗi nhiều hơn và ngày càng giành được nhiều lập trường hơn, đồng thời tấn công những người vô tội. Nó có vẻ tương đồng với những gì mà tôi đã được cơ quan tình báo huấn luyện. Thứ hai, như tôi đã nói, đây được xem là một nhiệm vụ chính trị. Do đó, hành vi thái quá của Newfoundland lại là một việc làm có chủ đích. Nếu bạn theo dõi các quan chức ngoại giao của Trung Quốc, sẽ thường thấy họ có ngôn từ rất quá khích. Đây là một dạng logic chiến lan trong ngoại giao Trung Quốc. Nhưng đáng chú ý là một số quan chức không có trách nhiệm liên quan, họ cũng bỗng dưng đưa ra những phát ngôn cực đoan khiến cho phương Tây phải mạnh mẽ phản bác. Đó chính là cách ghi điểm với chính phủ. Những sự việc gây chú ý thế này chính là cách để họ xây dựng sự nghiệp chính trị và ghi điểm với quan chức cấp cao hơn. Việc Newfoundland quát mắng Brandon là một động thái để cấp trên ghi nhận nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của anh ta. Sự việc càng gây ồn ào thì càng khiến cho anh ta sẽ có cơ hội thăng tiến cao hơn, bởi vì nó kích động lòng tự tôn và tinh thần dân tộc cực đoan của người dân trong nước, đồng nghĩa là anh ta sẽ đạt được tán đồng về chính trị. Bởi vì thế giới truyền thông bên trong Trung Quốc đại lục là hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài. Những hình ảnh được ghi hình lại sẽ được biên tập theo chủ đích của họ. Những gì người dân Trung Quốc nhìn thấy trên Weibo chính là Newfoundland lớn tiếng dạy dỗ cho người đàn ông da trắng thô lỗ một bài học. Cảnh sát Anh Quốc cũng hoàn toàn đồng ý với nhóm người Trung Quốc này. Newfoundland giúp người dân Trung Quốc có một phen hả dạ và cũng nguôi đi những khổ cực trong cuộc sống vốn đầy thống khổ. Tuy nhiên, tình hình hiện nay đã khác trước. Chính phủ Trung Quốc hiện đang nỗ lực xoa dịu căng thẳng và xây dựng hình ảnh với phương Tây nhằm mở rộng mậu dịch đang phải vật lộn với các lệnh cấm từ Mỹ và tháo chạy của doanh nghiệp phương Tây. Do đó, sự việc lần này của anh ta có thể là một đòn đánh ngược lại vào chính anh ta. Hiện tại, người Anh đang rất bất bình về sự việc này. Chúng ta hãy cùng đón xem các sự kiện sắp tới sẽ xảy ra thế nào.